Những cô gái làm việc trong văn phòng thì nên chọn những mùi hương nào? Nếu bạn làm trong một môi trường không gian hẹp thì chắc chắn một điều, không nên chọn những bay mùi theo kiểu nồng ấm thì rất gây khó chịu cho người bên cạnh. Thay thế bằng những mùi hương theo kiểu tươi mát, nhẹ nhàng, mềm mại và thanh lịch, nhưng phải có chiều sâu và thu hút những người bên cạnh. Sau đây mình sẽ gợi ý những mẫu nước hoa thuộc phân khúc từ 4 đến 7 triệu cho các bạn tham khảo nha. Mở đầu là Neri Oranger của nhà hương Mathieu Rimmer, với chủ điểm là một mùi hương citrus mát mẻ, tươi rói, kèm với mùi hoa cam, ngửi rất tươi mát, sạch sẽ, nền mũi và rất sang trọng. Bắt đầu một ngày mới mà xịt mùi này tràn đầy năng lượng, tinh thần lúc nào cũng vui vẻ. Tiếp theo là Le Paper của nhà hương Deep Deep. Đây là một chai nước hoa mệnh danh là mùi của xác thịt, được các tín đồ rất quan tâm trong mùa hè này, với chủ thể là mùi phấn kết hợp với xạ hương, ngửi rất mềm mại như một làn da em bé, rất thích hợp dành cho những bạn nữ thích một cái vai nhẹ nhàng nhưng vẫn thu hút và gây ấn tượng với người bên cạnh. Và đại diện thứ ba đến từ nhà hương History de Parfum với cái tên Bisinot và Blue Pardo, một mùi xạ theo hướng ngọt, thêm một chút hoa tử đinh hương kết hợp với gỗ đàn hương, tạo một cảm giác rất tinh tế và lôi cuốn, có nét gì đó rất đặc biệt, độc đáo, ít đại trà toát ra từ mùi hương này. Đó là ba mùi hương bất cứ thời tiết nào bạn cũng có thể sử dụng được, cũng rất thích hợp đi hẹn hò.